Ai mua cây hoa giấy, hoa mẫu đơn, hoa nhài, hoa mai vạn phúc, hoa kim tiền, các loại cây hoa trồng làm cảnh đi. Ai mua cây mít thái, cây xoài, cây bưởi, cây chanh, các loại cây ăn quả nào? Ai mua cây hoa giấy, hoa mẫu đơn, hoa nhài, hoa mai vạn phúc, hoa kim tiền, các loại cây hoa trồng làm cảnh đi. Ai mua cây mít thái, cây xoài, cây bưởi, cây chanh, các loại cây ăn quả nào? Ai mua cây hoa giấy, hoa mẫu đơn, hoa nhài, hoa mai vạn phúc, hoa kim tiền, các loại cây hoa trồng làm cảnh đi. Ai mua cây mít thái, cây xoài, cây bưởi, cây chanh, các loại cây ăn quả nào? Ai mua cây hoa giấy, hoa mẫu đơn, hoa nhài, hoa mai vạn phúc, hoa kim tiền, các loại cây hoa trồng làm cảnh đi. Ai mua cây mít thái, cây xoài, cây bưởi, cây chanh, các loại cây ăn quả nào? Ai mua cây hoa giấy, hoa mẫu đơn, hoa nhài, hoa mai vạn phúc, hoa kim tiền, các loại cây hoa trồng làm cảnh đi. Ai mua cây mít thái, cây xoài, cây bưởi, cây chanh, các loại cây ăn quả nào? Ai mua cây hoa giấy, hoa mẫu đơn, hoa nhài, hoa mai vạn phúc, hoa kim tiền, các loại cây hoa trồng làm cảnh đi. Ai mua cây mít thái, cây xoài, cây bưởi, cây chanh, các loại cây ăn quả nào? Ai mua cây hoa giấy, hoa mẫu đơn, hoa nhài, hoa mai vạn phúc, hoa kim tiền, các loại cây hoa trồng làm cảnh đi. Ai mua cây mít thái, cây xoài, cây bưởi, cây chanh, các loại cây ăn quả nào? Ai mua cây hoa giấy, hoa mẫu đơn, hoa nhài, hoa mai vạn phúc, hoa kim tiền, các loại cây hoa trồng làm cảnh đi. Ai mua cây mít thái, cây xoài, cây bưởi, cây chanh, các loại cây ăn quả nào? Ai mua cây hoa giấy, hoa mẫu đơn, hoa nhài, hoa mai vạn phúc, hoa kim tiền, các loại cây hoa trồng làm cảnh đi. Ai mua cây mít thái, cây xoài, cây bưởi, cây chanh, các loại cây ăn quả nào? Ai mua cây hoa giấy, hoa mẫu đơn, hoa nhài, hoa mai vạn phúc, hoa kim tiền, các loại cây hoa trồng làm cảnh đi. Ai mua cây mít thái, cây xoài, cây bưởi, cây chanh, các loại cây ăn quả nào? Ai mua cây hoa giấy, hoa mẫu đơn, hoa nhài, hoa mai vạn phúc, hoa kim tiền, các loại cây hoa trồng làm cảnh đi. Ai mua cây mít thái, cây xoài, cây bưởi, cây chanh, các loại cây ăn quả nào? Ai mua cây hoa giấy, hoa mẫu đơn, hoa nhài, hoa mai vạn phúc, hoa kim tiền, các loại cây hoa trồng làm cảnh đi. Ai mua cây mít thái, cây xoài, cây bưởi, cây chanh, các loại cây ăn quả nào? Ai mua cây hoa giấy, hoa mẫu đơn, hoa nhài, hoa mai vạn phúc, hoa kim tiền, các loại cây hoa trồng làm cảnh đi. Ai mua cây mít thái, cây xoài, cây bưởi, cây chanh, các loại cây ăn quả nào?
Ai mua cây hoa giấy, hoa mẫu đơn, hoa nhài, hoa mai vạn phúc, hoa kim tiền, các loại cây hoa trồng làm cánh đi. Ai mua cây mít thái, cây xoài, cây bưởi, cây chanh, các loại cây ăn quả nào? Ai mua cây hoa giấy, hoa mẫu đơn, hoa nhài, hoa mai vạn phúc, hoa kim tiền, các loại cây hoa trồng làm cánh đi. Ai mua cây mít thái, cây xoài, cây bưởi, cây chanh, các loại cây ăn quả nào? Ai mua cây hoa giấy, hoa mẫu đơn, hoa nhài, hoa mai vạn phúc, hoa kim tiền, các loại cây hoa trồng làm cánh đi. Ai mua cây mít thái, cây xoài, cây bưởi, cây chanh, các loại cây ăn quả nào? Ai mua cây hoa giấy, hoa mẫu đơn, hoa nhài, hoa mai vạn phúc, hoa kim tiền, các loại cây hoa trồng làm cánh đi. Ai mua cây mít thái, cây xoài, cây bưởi, cây chanh, các loại cây ăn quả nào? Ai mua cây hoa giấy, hoa mẫu đơn, hoa nhài, hoa mai vạn phúc, hoa kim tiền, các loại cây hoa trồng làm cánh đi. Ai mua cây mít thái, cây xoài, cây bưởi, cây chanh, các loại cây ăn quả nào? Ai mua cây hoa giấy, hoa mẫu đơn, hoa nhài, hoa mai vạn phúc, hoa kim tiền, các loại cây hoa trồng làm cánh đi. Ai mua cây mít thái, cây xoài, cây bưởi, cây chanh, các loại cây ăn quả nào? Ai mua cây hoa giấy, hoa mẫu đơn, hoa nhài, hoa mai vạn phúc, hoa kim tiền, các loại cây hoa trồng làm cánh đi. Ai mua cây mít thái, cây xoài, cây bưởi, cây chanh, các loại cây ăn quả nào? Ai mua cây hoa giấy, hoa mẫu đơn, hoa nhài, hoa mai vạn phúc, hoa kim tiền, các loại cây hoa trồng làm cánh đi. Ai mua cây mít thái, cây xoài, cây bưởi, cây chanh, các loại cây ăn quả nào?